Xin chào thầy cô và tất cả các bạn học sinh. Em là Nguyễn Thái An, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh, và thầy của em là thầy Nguyễn Minh Lý đã thực hiện và tạo nên thiết bị dạy học số mang tên là ứng dụng học tập và dạy học gian pháp hóa học. Hôm nay em xin trình bày về sơ bộ về cách sử dụng cũng như là giao diện của ứng dụng này. Đầu tiên, khi vừa vào ứng dụng thì thông tin hiện lên trước mắt thầy cô và các bạn, đó là phần giới thiệu của ứng dụng, cũng là phần trang chủ của ứng dụng luôn. Thì ở đây em có trình bày rõ về các thiết kế mô tả, về mục tiêu, về tính ứng dụng và thực tiễn, hoặc là về tính sáng tạo của cái tài liệu danh pháp hóa học này. Ngoài ra, khi bấm vào thanh menu ở góc trên bên phải thì sẽ có rất là nhiều lựa chọn để cho thầy cô và các bạn sử dụng. Đầu tiên là về chất vô cơ và phức chất. Thì ở đây ứng dụng của em có đề ra hết tất cả những chất vô cơ cũng như là phức chất có trong chương trình giáo dục phổ thông, kèm với đó là tên gọi và file audio để giúp thầy cô và các bạn có thể nghe và hình dung rõ hơn. Không chỉ ở vô cơ mà ứng dụng của em còn có về các chất hữu cơ, ví dụ như ở đây là ankin, đều sẽ có tên gọi, cách gọi cũng như là ứng dụng và các cấu tạo của chất đó. Ngoài ra còn có những phần đặc sắc khác nữa như là phần tra cứu về hợp chất vô cơ hoặc là hữu cơ. Ngoài ra còn có trò chơi. Và cuối cùng là phần liên hệ chứa thông tin của em và thầy em. Em xin cảm ơn. Để tăng thêm phần trải nghiệm của ứng dụng, chúng em đã đi khảo sát thực tế ứng dụng danh pháp hóa học với giáo viên và các bạn học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Vậy nên, chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của họ về ứng dụng danh pháp hóa học nhé. Đầu tiên là mình thấy là nó rất là dễ tải. Các bạn tải về máy, các bạn mở ra giao diện, cũng nhìn thân thiện, màu sắc dễ thương. Là khi mình trải nghiệm phần mềm này, mình sẽ tâm đắc nhất là cái phần hình ảnh các bạn đưa vào rất là đẹp và không bị lệch, nó nằm rất là rõ ràng, và bạn có thể kéo lên để bạn tìm hiểu về cái nhóm chất như là ankin, ankol, rất là dễ sử dụng. Mình khá thích ứng dụng này bởi vì nó có tính ứng dụng cao. Với lứa tuổi cấp 3 như tụi mình thì việc học bài những cái danh pháp hóa học nó rất là khó khăn, nhưng mà ứng dụng này thì nó mới mẻ và nó giúp mình dễ thuộc hơn các danh pháp hóa học đó. Thứ nhất thì mình thấy là cái ứng dụng này nó khá là ok, mình sẽ đánh giá nó 5 sao. Tại vì thứ nhất là mình thấy nó rất là tốt trong cái quá trình mà học tập của mình. Tại vì mình khá là yếu môn hóa, nên là cái việc mà cái web này nó sẽ giúp mình ghi nhớ các cái tên, các chất nó được dễ hơn, với lại là nó có nhiều phương pháp giúp mình hiểu bài hơn. Cái chương trình giáo dục phổ thông mới môn hóa học cần phải thay đổi, thì cái để giáo viên và đặc biệt là những giáo viên càng lớn tuổi để tiếp cận được với cái cách đổi mới đọc tên của cái danh pháp mới, thì giáo viên sẽ thời gian đầu giáo viên sẽ rất là ngỡ ngàng, và có sử dụng khi sử dụng cái danh pháp này, cái phần mềm này, bạn sẽ dễ dàng tích hợp vào trong cái điện thoại của các bạn, để khi nào bạn cần là bạn có thể mở ra, bạn tra cứu nhanh và phù hợp và nhẹ, cái dung lượng nó nhẹ và bạn cảm thấy là gần gũi, và học sinh có thể đem vào trong lớp để mà cần dùng học tập và các bước học cũng được, không cần nhất thiết phải trên cái laptop. Mình nghĩ ứng dụng này có độ thực tiễn rất là cao, cần được đưa vào diễn dạy và học tập giúp cho các bạn học sinh dễ dàng học hơn. Một phần vì bây giờ chương trình
học đang đổi mới nên là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh dễ dàng học tập và tiếp xúc với các danh pháp khó khăn khó học. Cái app này nó sẽ hỗ trợ cho mình việc ghi nhớ các thông tin của môn hóa mà kiểu nó có những cái các mẹo để mà nhớ một số cái kiến thức môn hóa nữa nên là mình khá là thích. Với lại cái app này trong quá trình học tiếng mà nó được đưa vào phương pháp dạy học thì mình nghĩ nó sẽ rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp học sinh hiểu hơn về môn hóa này, với lại là nó còn có những cái ví dụ như là cách gọi tên đồ này nọ, nó khiến mình khá là dễ hiểu và mình nghĩ là nó sẽ làm một cái người bạn đồng hành chung với mình trong cái khoảng thời gian học tiếng. Video giới thiệu ứng dụng danh pháp hóa học tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe.